Còn cây kim quýt còn sót lại nè, cái lô kim quýt này. Cây này hôm nay sót lại hoài luôn. Có một cái vết lũ á nha. Nhưng mà cây này già cây nhưng mà nó đẹp nè. Bữa anh bán 1.4 triệu, mình bán không được nay mình xin giảm giá luôn. Hôm nay cứ bán đi bán lại bán không được. Trả giá không nhiều người vừa trả giá quá. Cũng xin giảm giá luôn. Cái này cái đế rất là đẹp nha, cái đế đẹp. Cái đế vậy là tương đối, có rượu nữa. Tàn thì ok rồi. Chỉ còn nuôi cái ngọn nữa là xong. Ngọn lên ra từ cái uống cái nữa là xong. Việc dặm chi vô.